Tiếp tục chương trình thi đấu bộ môn Muay tại SEA Games 31, chiều nay các vận động viên đã bắt đầu thi đấu nội dung đối kháng ở nhiều hạng cân khác nhau với 6 cặp đấu cho cả nam và nữ. Trong chiều nay, vận động viên Huỳnh Hoàng Phi của đội tuyển Việt Nam đã bước vào trận đấu hạng cân 54kg với đối thủ Ritsok của Campuchia trong tâm lý thoải mái, tự tin cùng sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Mặc dù gặp đối thủ rất mạnh, ra những đòn đánh nhanh, nhưng Hoàng Phi đã thể hiện sức mạnh và tinh thần quyết thắng, cống hiến cho khán giả thấy những pha ra đòn mãn nhãn của cả hai bên trên đài thi đấu. Càng về cuối trận, khí thế càng lớn, Hoàng Phi của đội tuyển Việt Nam đã tung ra những pha đánh càng quyết liệt và đầy sức mạnh. Kết thúc trận đấu, anh đã thắng đối thủ với tỷ số 30-27, giành quyền vào bán kết. Trận thắng đầu tiên của Muay Thái Việt Nam, em rất là vui mừng và tự hào, đồng thời là tiếp thêm sức mạnh cho các anh em thi đấu còn lại mai và các ngày tiếp theo nữa. Thì mong là mọi người vẫn luôn ủng hộ Muay Thái Việt Nam cũng như là các anh em chưa thi đấu. Và cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Thank you. Theo đánh giá của các trọng tài, trong ngày thi đấu đối kháng đầu tiên, các vận động viên ở các hạng cân 48kg đối với nữ, 54kg đối với nam và các hạng cân 60kg đối với nam và 81kg đối với nam đều phát huy được sức mạnh, tung ra các miếng đánh sở trường, đánh tiền đối phương, đồng thời sử dụng kỹ thuật phang ống và sườn tạo ra màn tranh tài đỉnh cao. Tất cả các vận động viên tham gia trong cái phần thi của ngày hôm nay thì đều đã tuân thủ mọi cái quy tắc của cuộc thi đề ra và họ đã rất tin tưởng vào sự đánh giá của các trọng tài. Hy vọng rằng Muay Thái và Way Crew sẽ còn phát triển hơn nữa ở Đông Nam Á trong thời gian tới. Và xin cảm ơn tất cả những người bạn Việt Nam đã giúp đỡ cho Liên đoàn Muay Thái của châu Á hoàn thành rất tốt nhiệm vụ ngày hôm nay. Ngày mai 19 tháng 5, môn Muay tiếp tục diễn ra 8 trận đấu ở 3 hạng cân khác nhau. Khán giả háo hức chờ đợi sự xuất quân của hai tuyển thủ Việt Nam, đó là Nguyễn Doãn Long và Nguyễn Thị Phương Hậu ở hạng cân 57kg của nam và 63,5kg của nữ. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, vượt qua các vận động viên của Thái Lan, Indonesia và Myanmar, vận động viên Nguyễn Thị Hương của đội tuyển Việt Nam cũng là người con của quê hương Vĩnh Phúc đã xuất sắc giành huy chương vàng ở nội dung thuyền đơn nữ canoeing.